Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elisabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành biển Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa." Kìa, bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, mầu nhiệm Minh Côi được giáo hội gọi là tin mừng thu gọn. Tại sao vậy? Chúng ta thấy hiện nay có bốn cái mầu nhiệm vui, mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm thương, mầu nhiệm mừng. Mầu nhiệm vui nói đến mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa làm người. Mầu nhiệm sáng nói đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu rao giảng. Mầu nhiệm thương nói đến cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Mầu nhiệm mừng nói đến cuộc phục sinh vinh hiển của người. Đó là những mầu nhiệm chính trong cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và được tóm gọn lại trong bốn cái mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng đó. Vậy khi chúng ta lần hạt, chúng ta được mời gọi để suy niệm những cái mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu và sống những cái mầu nhiệm đó trong con người và cuộc sống chúng ta. Cái điều quan trọng không phải là đọc kinh mà là đọc, miệng đọc nhưng mà lòng nghĩ tới, suy niệm về những biến cố, những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu trải dài trong bốn cái mầu nhiệm mà chúng ta vừa nói với nhau. Suy niệm như vậy để làm gì, thưa anh chị em? Bởi vì suy niệm như vậy để chúng ta đón nhận Chúa Giêsu Kitô, con người, cuộc sống của người, đặc biệt cái chết và cuộc sống lại của người vào trong chúng ta, vào trong cuộc đời chúng ta, để Chúa Giêsu tiếp tục sống những mầu nhiệm của người trong bản thân và cuộc đời chúng ta. Cho tới lúc
nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô theo ý định của Thiên Chúa. Thành thử ra cái việc lần hạt mân côi bên ngoài thì đơn giản như vậy, nhưng thực sự có một chiều kích rất sâu xa, tức là giúp chúng ta sống cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô, hay đúng hơn giúp cho tạo cơ hội cho chúng ta để Chúa Giêsu Kitô sống những mầu nhiệm của Người trong con người và cuộc sống chúng ta. Đó là mục đích của Kitô giáo, đó là cốt lõi của đời Kitô hữu. Đầu lễ anh xem có hát cái bài Tràng Hoa Mân Côi Dâng Kính Mẹ. Mân côi là những cái bông hồng, dâng kính bông hồng tượng trưng cho tình yêu. Thế thì lần hạt mân côi dâng kính mẹ nghĩa là cái gì thưa anh trẻ? Và rồi cái mầu nhiệm mà tôi vừa nói đó có liên quan gì tới nhau khi chúng ta dâng kính chẳng hạt mân côi lên mẹ như vậy? Bây giờ tôi nói một cách khác thưa anh chị em. Lần hạt mân côi tức là đi con đường mẹ Maria đã đi để đến nơi mẹ đã đến. Lần hạt mân côi là đi con đường mẹ Maria đã đi để đến nơi mẹ đã đến. Mẹ Maria đi con đường nào? Tin mừng Luca ở chương 2 nói hai lần. Phần bà Maria, bà ghi nhớ những kỷ niệm ấy hay là những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Những kỷ niệm, những điều ấy là những cái liên quan tới Chúa Giêsu. Mẹ Maria không bỏ qua một chi tiết nào của cuộc đời Chúa Giêsu mà không đón nhận vào trong tâm của mình. Chúng ta gọi là lưu tâm đó, trong tâm của mình để ngày đêm suy nghĩ và một cách nào đó đồng hóa với những mầu nhiệm đó. Và hơn tất cả mọi người, mẹ Maria đã sống trọn vẹn mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô. Hay nói cách khác, mẹ Maria là bản sao chính xác và rất trung thực về Chúa Giêsu, về con người Giêsu, về mầu nhiệm của Chúa Giêsu, về cuộc đời, cái chết và cuộc sống lại của Chúa Giêsu. Điều đó chính Chúa Giêsu xác định. Xác định thế nào? Mẹ tôi và anh em tôi là những người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Là tất cả cuộc đời của mẹ, con đường mẹ đi để sống với tư cách là mẹ của Đấng Cứu Thế, đó là con đường lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Mà hôm nãy tôi trưng lại tin mừng Luca nói rằng bà hằng ghi nhớ những điều đó trong lòng và suy đi nghĩ lại. Như vậy thì lần hạt mân côi trước hết như cái bài ca đầu lễ anh chị em ấy, là chúng ta dâng kính mẹ Maria những lời kinh mân côi, những bông hồng của tình yêu để nói lên cái lòng hiếu thảo của chúng ta với mẹ yêu quý của chúng ta. Nhưng cái đó mới có một chút thôi, nó mới là bề ngoài thôi, nó chưa đi sâu vào cái điều mà mẹ Maria muốn. Mẹ Maria muốn rằng mỗi người chúng ta đến với mẹ để mẹ dạy cho và noi gương mẹ, để cùng với mẹ sống những mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Thế thì cái việc thứ hai này thưa anh chị em, đó mới là cùng đích của việc lần hạt mân côi. Khi chúng ta lần hạt mân côi, mỗi kinh kinh mừng chúng ta đọc ra có nghĩa gì? Có nghĩa là mẹ Maria mỗi lần kinh một kinh kinh mừng làm cho
mẹ đến gần chúng ta hơn. Và khi mẹ đến gần chúng ta thì Chúa Giêsu trong mẹ, đúng hơn Chúa Giêsu tràn đầy con người mẹ đó chuyển sang chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta lần hạt mân cô với những kinh kính mừng đó thì Chúa Thánh Thần đứng đã làm cho con Thiên Chúa thành thai trong lòng trinh nữ Maria và lớn lên sinh ra như thế nào, thì bây giờ Chúa Thánh Thần nơi mẹ Maria vốn đầy tràn đó đến với chúng ta, và Chúa Thánh Thần sẽ hình thành Chúa Giêsu nơi chúng ta và làm cho Chúa Giêsu cứ thế mà lớn lên với sự chuyển cầu của mẹ Maria. Như thế anh chị em thấy việc lần hạt bên cô bên ngoài đơn giản, rất đơn giản, nhưng vô cùng cao quý và đi vào cốt lõi của cuộc đời Kitô hữu chúng ta. Chúng ta không thể ngờ rằng những kinh kính mừng như vậy làm cho chúng ta mỗi ngày nên giống mẹ, và giống mẹ ở chỗ rằng cùng với mẹ đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận mầu nhiệm, từng mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong cuộc đời để Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Vì thế Đức Mẹ không nói ra, anh chị em nghe rõ, lần hiện ra ở Fatima hay nhiều nơi khác Đức Mẹ không nói, chỉ yêu cầu chúng ta lần hạt mân côi không nói gì cả. Bởi vì nói ra chuyện là mình chuyện của mình, người ta khen mình hay là để thế này, không, mẹ không nói, nhưng chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Không phải mẹ bảo chúng ta lần hạt mân côi để mà ngợi khen mẹ, để mà ca tụng mẹ, cái đó phụ thuộc thứ yếu, không phải điều đó. Mẹ bảo chúng ta lần hạt mân côi để mẹ giúp chúng ta và cùng với chúng ta sống mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong con người, cuộc sống của chúng ta. Và đó là con đường mẹ đã đi. Nên những người nào chiên trăm lần hạt mân côi là đi trên con đường mẹ đã đi, về sẽ đến nơi mẹ đã đến. Bây giờ thưa anh chị em, để kết luận, sách Công vụ Tông đồ hôm nay mô tả sau khi Chúa lên trời, các tông đồ về nhà tiệc ly, nhất đồng tâm nhất trí cầu nguyện cùng với người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu. Mặc dù được kể một cách nhẹ nhàng giữa những người nữ thôi, nhưng mà thật sự thưa anh chị em, đó là cái đinh ở trong nhà tiệc ly. Mẹ Maria lúc đó không những cầu nguyện mà còn giúp trợ giúp cho các tông đồ, cho tất cả mọi giáo dân lúc đó biết cách cầu nguyện với Chúa Giêsu. Không có ai mà quen Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu bằng mẹ, không có ai biết cách mà hiểu Chúa Giêsu bằng mẹ. Và hình ảnh đó thưa anh chị em, ngày nay vẫn còn tồn tại mãi giữa cộng đoàn hội thánh. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, thí dụ đi lễ như thế này là cách cầu nguyện đặc biệt, thì mẹ Maria luôn luôn có mặt. Bởi vì không những đó là trách nhiệm của mẹ, Chúa Giêsu đã trao các môn đệ, tức là trao toàn thể hội thánh cho mẹ Maria rồi. Mẹ không thể rời bước một người nào, cũng không thể rời bước ra khỏi những cộng đoàn cầu nguyện như thế này. Mẹ luôn có mặt đó giúp mỗi người chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta gặp được Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu cho tới mức nên đồng hình đồng dạng theo ý Thiên Chúa. Và việc lần hạt mân côi thưa anh chị em, luôn 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 có mẹ. Mẹ không đến chỉ vì bổn phận, nhưng đó là cái niềm vui
và chúng ta được vinh dự đón mẹ Thiên Chúa đến với chúng ta. Mỗi khi chúng ta lần hạt mân côi, mẹ sẽ sung sướng và hãnh diện để giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày hiểu biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu. Gì nữa? Hơn nữa, mẹ Maria không chỉ là giới thiệu Chúa Giêsu con của mẹ cho chúng ta, mẹ còn trao ban Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta. Hôm nay tôi nói mẹ không chỉ có Chúa Giêsu, mẹ đầy tràn Chúa Giêsu và lúc nào cũng tuân tràn Chúa Giêsu cho tất cả những ai đến với mẹ, những ai siêng năng lần hạt mân côi.